Chào mừng các bạn đến với khóa học xây dựng công cụ quản lý rủi ro hoạt động lớp nâng cao được tổ chức bởi ARF Quang. Trong khóa học này, chúng ta sẽ tìm hiểu các công cụ được sử dụng trong thực tế để quản lý rủi ro hoạt động và các mô hình định lượng áp dụng cho việc tính toán rủi ro hoạt động. Trước tiên, chúng ta sẽ tìm hiểu các khái niệm về quản lý rủi ro hoạt động, các thành phần chính của nó. Sau đó, chúng ta sẽ học các công cụ quản lý rủi ro hoạt động bao gồm xây dựng chương trình tự đánh giá rủi ro hoạt động, Risk Control Self Assessment, xây dựng bộ chỉ số rủi ro trọng yếu, Key Risk Indicators, xây dựng quy trình thu thập dữ liệu tổn thất, áp dụng ngay ma trận rủi ro vào theo dõi đánh giá rủi ro hoạt động. Sau đó cùng nhau xây dựng các mô hình áp dụng cho tính toán tần suất của rủi ro, tính toán mức độ nghiêm trọng của tổn thất. Và cuối cùng, kết hợp mô hình tần suất và giá trị để cho ra mô hình tổn thất kỳ vọng. Sử dụng thước đo và giá trị chịu rủi ro và tính toán vốn kinh tế cho rủi ro hoạt động. Từ đó phân bổ vốn rủi ro hoạt động cho các đơn vị kinh doanh. Khóa học được thiết kế bởi các chuyên gia của ARF Quang, được kết hợp giữa các video bài giảng lý thuyết và thực hành Excel trực tiếp với giảng viên. Đây là khóa học có tính ứng dụng rất cao. Nếu bạn đang đau đầu không biết làm thế nào để áp dụng các công cụ quản lý rủi ro hoạt động vào thực tế và không biết dự phóng giá trị rủi ro hoạt động hay tính toán vốn kinh tế theo yêu cầu của Basel 2 theo phương pháp nâng cao, thì đây là khóa học bạn không thể bỏ qua. Khóa học này chắc chắn sẽ làm bạn hài lòng. Hãy nắm bắt cơ hội này để trở thành chuyên gia trong lĩnh vực của bạn nhé. This is an interactive workshop. I encourage you to ask questions and make comments. As we go over the material, I would like you to remember these three words: respect, confidentiality, practice. To get the most from this workshop, we must all work together, listen to each other, explore new ideas, and even make a few mistakes. After all, that's how we learn.